Hôm nay nhà thuốc xin giới thiệu một ca gãy xương điển hình của gãy đầu dưới xương cánh tay. Hình ảnh xương đã gãy lìa ra ngoài và di lệch khá là nhiều. Xương di lệch xuống dưới và chọc ra trước. Thì theo kinh nghiệm nắn xương của nhà thuốc thì bệnh nhân này là gãy xương khá nặng, nhà thuốc sẽ nắn chỉnh ít nhất là một hoặc hai lần. Thì xương di lệch khá là nhiều, nhà thuốc sẽ nắn chỉnh lần một và sau đó cho bệnh nhân đi chụp chiếu lại. Nếu còn di lệch thì nhà thuốc sẽ nắn chỉnh tiếp vì gãy xương này là gãy xương rất nặng. Bệnh nhân Trương Viết Dũng, 15 tuổi. Thì trên phim kết quả của bệnh nhân này. Hình ảnh trên kết luận thì gãy đầu dưới xương cánh tay phải, di lệch lớn, tức là di lệch khá là nhiều. Thì nhà thuốc sẽ nắn chỉnh lần một và sau đó cho bệnh nhân đi chụp chiếu lại. Nếu cái xương chưa vào hết ở nhà thuốc thì nắn chỉnh lần hai cho xương vào vị trí hoàn toàn, sau đó mới đắp thuốc cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân này gãy xương đi lệch nhiều. Đi đâu mà gãy xương này? Nhân đây này, nhân đây này, tí ra đều nó kiểu tí đã kiểu nhân đây này, anh đưa đây như đây, đi ra hai đây hai đây này, à thằng tay ở vai, không bắt đầu đây, thằng đưa đây. Em nay bao tuổi rồi? Em nay 15 tuổi. Em treo cây sầu nó ngã đập tay xuống không?
biết nha. Chắc thì rất là hỏi xương bật bật lên vì cái mặt trăng bay rồi. Làm gì vận động mạnh thôi nhé, không được luôn thì không được vội được. Bao nhiêu ngày đầu dưới, bao nhiêu ngày đầu dưới, từ nhà này. Hôm nay nhà thuốc sau khi bệnh nhân được nhà thuốc nắn chỉnh lần một thì nhà thuốc cho bệnh nhân đi chụp chiếu lại thì hình ảnh xương bệnh nhân
là vào vị trí rất là tốt, hầu như là vào vị trí bình thường rồi. Thì còn mối vị trí mặt trước của đầu dừa xương hành tay còn hơi đi lệch một chút, nhà thuốc sẽ lấn chỉnh lần hai cho xương vào vị trí bình thường, vì bệnh nhân là gãy xương khá nặng thì nhà thuốc sẽ định vị thêm và nót thêm nẹp cho bệnh nhân và ép ép đầu xương gãy của bệnh nhân vào vị trí hoàn toàn. Ta cùng so sánh hai kết quả gãy xương trước và sau khi được nhà thuốc nắn chỉnh. Hình ảnh xương đây là xương chưa được nắn chỉnh, tức là xương bệnh nhân mới đi chụp chiếu và xuống nhà thuốc. Đây là xương đã được nhà thuốc nắn chỉnh. Hai kết quả. Khác nhau rất nhiều. Đây là kết quả chụp chiếu ban đầu. Đây là kết quả chụp chiếu lần 2. Ta cùng so sánh hai kết quả. Hình ảnh gãy đầu dưới xương cánh tay di lệch lớn. Đây là kết quả sau khi được nắn chỉnh. Hình ảnh gãy xương cánh tay, tức là đầu dừa xương cánh tay, không còn di lệch nữa. Ta cùng so sánh. Đây là kết quả trước và sau khi được nắn chỉnh. Kết quả chưa được nắn chỉnh. Đây là kết quả xương được nhà thuốc nắn chỉnh lần 1. Thì nhà thuốc sẽ dùng nẹp cố định và ép xương và nắn lại. Xương còn hơi chồi một tí của bệnh nhân này vào vị trí bình thường. Sau đó kết hợp với thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương cho bệnh nhân. Cháu vừa chụp phim lại xong đúng không? Xương lần nó cháu vừa xong là khá tốt rồi, hầu như là vào hết rồi. Thì chú đem thêm cái nẹp vào đây là ép cái xương nó xuống một tí là của cháu là khỏi. Vâng. Nhưng mà còn phải kiêng em đừng có nghịch trùng hợp nhá. Vâng. Thì cái xương nó vào hết rồi, nó chưa hết hẳn thì chúng đem nẹp ở đây, chúng ép vào xương là xuống. Thì trong quá trình bó, trong cái hạn chế vận động mạnh nhất. Chú có đau tí nhá. Làm cháu đau không? Không. Còn tí nhá. Cái xương là vào hết rồi nhưng mà nó còn một tí là đấy. Thôi thì chặt xuống đây là cháu, cháu ép xương nốt vào xuống. Đấy, vào đấy. Rồi.
rồi rồi nha, rồi về bàn tay, về bàn tay, rồi rồi tí của bác này anh sẽ đi xuống nhà từ bỏ lại đâu nhá, rồi bỏ lá lên trong đống thuốc. Này đổ rượu này 3 lần cho anh nhá. Rồi. Bác ngày trước bác bị gầy chưa có biết rồi nha. Bác ngày trước bị gầy xung quay không? Ừ. Một một thời gian hết bình thường được. Mới gầy thì à, cứ cương gân. Làm xương mà xong là vào vào rồi. Và sau về thì em hạn chế vận động nhé. Này bây giờ tôi uống một thuốc bó mày của nhanh như thế này, vì cái này gây nặng mà gây đầu dưới xương cánh tay. Có đau không anh? Em có đau không? Ừ, tốt rồi. Em xong rồi đó. Cho bó đông mấy miếng nha. Ừ. Chụp phim lại bao giờ đây? Qua sát phim thì xương của cháu là can hoàn toàn được. Nó còn nhức không nhỉ? Tay vào nhá. Đuôi nhá. Được không? Đuôi nhá. Được không? Đuôi nhá. Được không? Thôi nó thôi thoải mái đấy. Gấp lên, gấp lên. Rồi. Cái khớp khỉu này của cháu nó còn hơi cứng nhá. Thì về nhà này, bố mẹ là ngâm nước muối đã nốt này, ngày cứu xương không cần đây. Ngâm nước ủ cho mềm cái khớp này. Thì tay của cháu sẽ gặp được hết bình thường như này. Bây giờ bộ khớp của cháu đang bị cứng, cơ đang cứng thì gặp nhà tốt rồi. Đấy, có nên tập luyện nhé. Có 5 miếng là xương chụp lại là can tốt rồi. Có tư tập lên nha. Gặp xương. Hôm nay tập luyện như thế nhé, gặp lên. Rồi, gặp thoải mái đấy. Nhớ nhá, là hôm nay của cháu là bó này là khôi bó đâu phải là khỏi rồi, thì về nhà đang tập luyện đây. Nhớ như phải ngâm lá nốt này, ngải cứu xương cung tần nhá, đun lên làm ủ làm đây hoặc là cho vào cái chậu đấy ngâm vàng vàng ở đây vào vào nhá. Năm du tầm 15 đến 20 hôm là được khỏi bình thường, còn là không rồi. Chào cháu nhé. Hôm nay chúng em muốn xin lại hình ảnh của cháu về sau quá trình ngày trước cháu bị gãy đầu dưới xương cánh tay, thế là cháu bị gãy đầu cầu ấy. Từ đó nay cháu khỏi được mấy năm rồi? Cháu được một năm rồi. Một năm. Thế cháu làm việc đi lại bình thường nhá. Cháu đi lại bình thường. Cháu gặp tay. Gặp ra. Gặp ra. Gặp ra. Gặp ra. Đưa tay này. Đưa hẳn lên. Đưa hẳn lên. Đưa hẳn ra. Đưa ngang. Xoáy ngang. Gặp bàn đấy. Gặp hai tay. Gặp bàn. Gặp hai tay. Cháu xoáy cổ tay này. Ngày trước cái bó hơn 20 ngày cháu khỏi đúng không? Cháu được kể là nguyên nhân là vì sao là mình lấy cái xương người cầu và cái đầu dưới xương cánh tay này. Cháu bị trèo lên tường bị ngã xuống tay xuống. Tay xuống. Sau khi cháu bị gầy tay như vậy cháu đi chụp chiếu ở đâu? Cháu chụp ở bệnh viện Trúc Sơn. Trúc Sơn. Chỉ định bác sĩ ngày trước này, cái mổ nữa. Vâng. Chú bó không lấy cho nắng cho cháu. Thế là mới hơn 20 ngày nó khỏi. Bây giờ cháu đi lại còn làm việc bình thường nhé. Đây là cháu đi tập thể thao đúng không? Tập gym được mấy tháng rồi? Nhiều tháng. Đây gặp tay nhé. Gặp ra.
nâng cao tay này, chú ra, cặp vào, chú ra, cặp vào. Hôm nay chú còn lên nhà, chú nắm lại lần hai cho cháu mà. Vâng. Gặp hai tay vào, cặp vào, chú ra, cặp vào, chú ra. Hôm nay gầy xương này có đau nhiều không? Đau. Hôm nay gầy xương còn đầu trù cho một tí. Cặp gặp đấy, cặp vào, cặp ra. Cháu vị này khỏi năng đụng xà lên nhé. Vâng. Có bao nhiêu tháng thì cháu làm việc được không? 2 tháng. Tốt rồi, cháu nước đi. Hôm nay chú lên thấy hình ảnh của cháu nhé. Thực tế quá trình ngày trước thì lấy nìa đầu dưới xương cánh tay, cái này phải có nồi cầu ấy. Xương cháu văn, gáy văn xoắn nhé. Rồi, lệch ra ngoài với dịch vào trong. Hôm nay cả mẹ cháu xuống, chú mà chú bó xương ấy, chú nhìn cái xương của cháu gáy thì cháu cũng thứ nhất là chú cũng gọi là hơi hoang mang ấy, gáy nó quá khó. Nhưng hôm nay là may là bó luôn mà nắn luôn thì xương nó vào khoảng hoàn toàn rồi. Cháu gặp tay đi, cháu may rồi, chú ý nha. Cháu hai tay là làm việc bình thường đúng không? Vâng rồi. Xoay cổ tay này. Cháu nay bao nhiêu tuổi? Cháu nay 16 tuổi. 16. Cháu lớp 11. Năm ngoái học lớp 10 đúng không? Vâng. À, tốt rồi. Nhưng đi lại làm việc thì bình thường nhưng mà cẩn thận nhé. Chào cháu nhé. Chúc cháu mọi khỏe. Trước khi nhà thuốc nắn xương gáy vào vị trí bình thường, nhà thuốc xem hình ảnh trên thân chụp, sau đó đưa trang phương nắn và định nẹp cho bệnh nhân. Cái này là thuốc đắp, thuốc uống nhanh nhìn xương. Thì trên thân chụp thể hiện bệnh nhân bị gáy 1/3 xương quay, hình ảnh xương di lệch khá nặng, hai đầu xương là di lệch tách rời và đẩy vào trong. Nhà thuốc sẽ đưa ra pháp nắn và vuốt để cho xương vào vị trí bình thường, sau đó mới định vị nẹp và đắp thuốc cho bệnh nhân. Vì xương gáy đặc thù là khá phức tạp nên là nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương, tiên lượng khoảng 20 ngày đến 25 ngày là xương can hoàn toàn và bệnh nhân có thể cử động được bình thường. Đây này, cô ơi thì cho em này, cô ơi. Đây này. Chưa? Đi đâu mà gầy tay này hả? Đi học quay là giờ ta học thang thì chen nhau đúng cái cầu thang ấy. Mấy ông dạy xây trước là làm đó rồi bảo đi trơn. Này vẫn cong tay này. Đây là xưa cứu nữa. Bó bên nào đấy mà? Đầu bó tại ngoài chỗ khám đa khoa tư nhân. Mấy tiếng 11 giờ bị đi lùng tùng, 1 giờ về thì chắc mất đi lên đây là mới cho bố một lần tiếp mất. Quay bột nó vẫn còn đang mềm dẻo. Thank you.
Con này về sáng mai nghe bảo cô giáo chia cho mỗi bạn ít. Con này có một này cong nhiều lắm. Và phòng khám họ nắn chưa? Đang phải chưa mà. Chưa cứu không đúng không? Vâng. Rồi. Cháu bỏ đây nhé, bỏ đây nhé. Cô dí vai này em. Dí cái khỉu này, bao ngày dí cái khỉu cháu. Lòng tay em, thả lòng tay nha. Ba cái đấy chắc cái gì đây rồi. Kêu càng kêu càng đau.
hết rồi, nó lại sắp lên. Nhìn này. Nó vào rồi bắt đầu nó êm dần thì nó không đi trước trước mới. Nó đang cộc cành ngày thanh niên. Đấy, bây giờ dần dần nó êm. Tí nữa thấy nó êm là một tay cầm với nó. Nghín ngay không kêu, nghín lâu rồi. Đồ nhiều ba cho một tí đừng thấp, biết là đi năng nó cho cái dây này. Cho cao thì cho màu nó hạn chế lên màu đấy. Nữa không? Ngày đồ rượu và giò ba nằm ở đây nhá, sáng trưa chiều nó xong rồi. Chào cháu nhé, hôm nay xuống nhưng kiểm tra là cháu về quá trình ngày trước cháu bị gãy bước 3 xương quay di lệch khá là nhiều nhá. Bây giờ cháu viết bài bình thường nhá. Có được hai mấy ngày cháu tháo nẹp ra từ đó này thôi, cháu khỏi được mấy tháng rồi, 2 tháng. Bây giờ cháu gặp tay thả tay. Gặp đưa xuống, gặp lên, đưa xuống, nâng cao lên, nâng cao tay lên, và xoáy cổ tay này, xoáy này, xoáy mạnh vào, xoáy ngang này, xoáy mạnh, cứ xoáy đều lên,
xương cháu là nắn chỉnh vào hoàn toàn rồi, nắm ra, nắm cổ tay này, xoay nắm hàng cổ tay này, đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào, đấy nhá, sau sánh hai xương này, đấy xương của cháu là cháu chú nắn cháu thẳng hoàn toàn nhé, đấy, thẳng hoàn toàn này. Hai xương 100% rồi, đấy, hàng ngày cháu biết bài bình thường nhá. Cháu biết cái này quá trình ngày trước cháu đi đâu mình lấy một ba xương quay này. Đây cháu ngáo không? Cháu nắm tay, nắm gập vào. Đưa ra, gập vào. Gập vào, đưa ra. Đưa ra, đưa cao lên. Cái xin hẹn cháu, cháu đưa tự nhiên đấy, đưa tự nhiên. Đưa cao lên, đưa xuống. Đưa lên, đưa xuống. Xoáy này. Đã đây cháu biết được không? Chụp phim lại là xương cao hoàn toàn, thẳng hoàn toàn nhé. Nhớ trong quá trình cháu xương được khỏi rồi nhé, nhưng cháu đi lại phải cẩn thận nhé. Đấy, mới thời gian đầu nó hơi yếu tí mà. Bây giờ cháu biết bài bình thường nhé. Thế là tốt rồi. Cháu khỏi xương, cái xương này cháu mừng không? Có mừng không? Cái xương này mà không gặp chú, cái xương này chỉ có đi mổ thôi. Thì cháu thấy là xương này khá nặng, xương nó trồi vào trong này mà. Cháu xoáy tay mạnh mà. Gặp ra, gặp mạnh mà. Đó. Thì xin hẹn cháu. Gặp ra, gặp ra, gặp ra, gặp ra. Cháu cháu có nít được không? Không, thì là tốt rồi. Chúc cháu mạnh khỏe nhé. Cháu ăn học giỏi nhé. Rồi, chào cháu. Chào cháu. Mai chú xuống chú thăm khám cho cháu. Để quá trình sau một thời gian cháu bị gãy 1/3 xương quay ấy. Nhà cháu đi được khỏi từ ngày bị được bao nhiêu tháng kìa? 6 tháng kìa. Bây giờ đi cháu đi học biết đấy, mình làm việc bình thường kìa. Cháu còn đưa tay xoáy tay mạnh vào chứ. Rồi, cháu đứng lên đi, xong đứng lên chú. Bây giờ đứng lên đây. Đấy. Đứng lên. Cháu đưa lên, đưa xuống, đưa tay lên. Đưa tay xuống. Đưa lên. Đưa xuống, đưa hai tay lên. Đấy, hồi cháu khoanh tay vào. Đưa ra, đưa vào này. Đưa ra, cháu xoay tay đi. Xoay này này, xoay tròn này. Rồi cháu ngồi đây. Hôm nay mẹ đói đâu? Hôm nay mẹ đói đâu? Tay cháu nó khỏi bình thường rồi. Được 6 tháng đúng không? Đấy, hai tay giờ là thẳng hoàn toàn rồi nhé. Đấy, đây đây, thẳng hoàn toàn rồi. Nhưng trong quá trình lần sau đi lại cẩn thận rồi nhé. Cháu khỏi tay này cháu có mừng không? Ở viện là chỉ định chú phi là họ ra chuyển ra viện trên là mổ đúng không? Cháu đưa tay là chúng mình xoáy tay đi. Gặp ra gặp vào. Cháu xoáy ngay nữa. Đấy, đưa ra. Đấy, đưa gặp vào. Đưa ngay. Đưa gặp vào. Gặp vào. Gặp vào. Đưa ra. Đưa bắt đằng sau này. À, tốt rồi. Hôm nay cháu học cái mấy? Hôm nay cháu học 6. Cháu được kể tiền tận hơn về quá trình ngày trước cháu bị làm sao vậy? Cái một ba xương này. Trên cổ đang sâu. Sâu à? Thì được cô cháu cho đi chụp chiếu là người nhà cháu đi. Thứ hai được 6 tháng không? Đây đây đây. Đấy, tay là thẳng hoàn toàn rồi nhé. Nhớ là đi lại cẩn thận nhé. Tay thẳng hoàn toàn rồi. Rồi. Cảm ơn cháu nhé. Chúc cháu lúc này khỏe, cháu ngoan nhé. Mẹ đi làm ở đâu? Cháu nhà mình bà. Mình cháu ở nhà nè. Nào trang trại rộng mát nhé. Cháu đi học thì vẫn trong chú vào nhà thì không thấy cháu ở nhà. Chú lại ra bỏ mấy ca ngoài kia, chú bây giờ chú quay vào. Rồi, cháu nhé. Bắt tay này. Nhớ là đi lại cẩn thận nhé. Cháu nhé. Hôm nay chú xuống chú hoàn thiện tất cả các quá trình. Ngày trước cháu bị gãy 1/3 xương quay. Từ hôm nay cháu khỏi được bao nhiêu năm rồi? Cháu khỏi được hơn 2 năm. Bây giờ cháu cử động và làm việc bình thường chưa? Ngày trước cháu gãy bên tay phải đúng không? Cháu gập tay ra, hai tay ra. Gập ra, gập vào. Gập ra, gập vào. Cháu xoáy cổ tay đi. Cháu xoáy cổ tay. Đấy. Cháu xem này. Ngày trước bệnh nhân thì gãy 1/3 xương quay sau khi được nhà thuốc nắn chỉnh.
Hiện tại hơn 2 năm nhà thuốc xuống lấy ra hình ảnh thì hai tay của cháu thấy đây, hai tay của bệnh nhân là thằng bình thường nhiều, là nói chung cháu di lệch vào sâu vào trong rất là nhiều, cháu dưới ra đi vào đây. Bây giờ cháu có đau nhức gì không? Cháu xoay cổ tay này, quay tay à, cháu đưa về đằng sau này, đấy, cháu đưa ngang kia, đưa ngang như này, đấy, gập vào, đưa ra đưa vào đây, đấy, đưa cao lên, đưa cao lên, đưa cao lên, cái hẳn này, cao này, đấy, xoay cổ tay này. Trong 2 năm qua thì cháu còn đau đớn hay không? Cháu không. Vậy năm nay là cháu học lớp mấy chưa? Cháu lớp 7. Lớp 7 à? Cháu kể lại quá trình ngày trước cháu vì sao thì bị gãy xương như này? Cháu đi học thì ngã hẳn một thầy. Sau khi chụp chiếu là gãy tay là người nhà này, nay là chú bó đúng không? Ngày trước chú nắn cháu có đau không? Đau nhiều không? Bây giờ là cháu lớp 7 ra đây cũng gầy béo lên rất nhiều đúng không? Cháu tăng được mấy mấy cân nhỉ? Cháu. Ngày đẹp trai hơn ngày hai hơn 2 năm trước. Cháu gặp ra gặp vào đi. Gặp ra gặp vào. Gặp ra, xoay cổ tay. Xoay cổ tay. Giờ cháu cử động làm việc hai tay này bình thường chưa? Rồi. Nay xuống cho hoàn thiện và xin lại video của quá trình ngày trước cháu bị gầy 1-3 xương quay nhé. Mức độ này hoàn toàn khỏi rồi. Cháu gập cho chúng lúc nữa đi. Gập 20-30 cái vào. Gập mạnh vào, hứa thẳng tay ra này. Đã gặp vào. Để tôi hoàn thiện video mà. Rồi, mức độ này cháu bình thường rồi. Chào cháu nhé, chúc cháu chăm ngoan học giỏi nhé. Rồi, chào cháu.